Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn thưởng thức các loại hải sản cao cấp như cua hoàng đế, tôm hùm Alaska thì hãy truy cập ngay haisanhiubo.com hoặc gọi hotline 037 502 8888. Tôi Hiubo, xin chào anh em. Tôi vẫn tiến chào anh em. Tôi vẫn chào anh em. Tôi chào chào anh em. Ok các bạn ạ. Hôm nay thì thực sự là thời tiết miền Bắc đã đi vào âm độ rồi các bạn ạ. Là kiểu bắt đầu vào rét đậm rét hại rồi các bạn ạ. Thì lâu rồi anh em mình cũng không làm cái món gì để anh em mình nướng. Thì ở đây ấy, anh em mình có chuẩn bị rất là nhiều mực này các bạn này, mà toàn là mực to rồi các bạn ạ. Hôm nay ấy, thì anh em mình sẽ đem cái số mực này về để anh em mình gọi là sẽ làm món gọi là mực nhồi nấm kim châm nha các bạn nha. Và thời tiết lạnh lạnh này thì anh em mình sẽ pha cái nước ướp cay cay một xíu, gồm có sa tế rồi ớt bột rồi các thứ nữa để tạo cho cái nước sốt nó cực kỳ cay để quết lên những con mực này, rồi anh em mình sẽ đưa lên để nướng nha các bạn nha. Lần trước thì anh em mình có ăn mực nhồi nấm kiểu hấp rồi. Nhưng mà hôm nay ấy, thì lâu rồi anh em mình không được ăn món gì đồ nướng ấy các bạn ạ. Với cả nhân lúc mà trời lạnh ấy, thì hôm nay anh em mình sẽ đổi khẩu vị một chút. Đó chính là anh em mình sẽ đem số mực này về để anh em mình hấp qua này. Xong rồi anh em mình sẽ nhồi nấm kim châm vào nha các bạn nha. Xong rồi sẽ ướp với cả nước sốt siêu cay ấy. Xong rồi anh em mình sẽ đem đi để nướng nha các bạn nha. Những con mực đấy, bởi vì sao mình chọn những con to, đó chính là những con to như này thì khi mà anh em mình hấp lên ấy thì nó sẽ không bị co quá nha các bạn nha, mà anh em mình sẽ nhồi được nhiều lấm này các bạn này. Nó phải to hơn cả cái cổ tay của mình ấy, to vãi trưởng luôn các bạn ạ. Đây là kiểu mực ống này to hơn cả cổ tay Tiến luôn đó. Đây mọi người này, cổ tay Tiến như là cái que thôi, nhưng mà cái thân con mực này nó to vãi trưởng này các bạn này. Đó thì ngay bây giờ anh em mình sẽ đem về, anh em mình làm sạch mực ở bên trong những con mực này đi, rồi anh em mình hấp sơ qua lên, xong rồi anh em mình sẽ đem đi để anh em mình nướng và trải nghiệm món mực nhồi nấm kim châm nướng siêu cay nha các bạn nhá. Nếu các bạn mà xem clip này của anh em mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký kênh ủng hộ anh em mình nhá. Đây các bạn ạ, anh em mình đã gọi là hấp sơ qua những con mực đây rồi các bạn ạ. Mà anh mình kiểu không hấp chín đâu nha các bạn nha, chỉ hấp sơ qua để cho nó co lại một chút trong cái việc tí là anh mình nướng cho nó nhanh chín hơn thôi. Thì cái nấm kim này cũng vậy, thì anh mình cũng đã trần sơ qua rồi. Bây giờ anh mình sẽ nhồi nấm kim châm vào trong những con mực này nha các bạn nha. Nói chung là bây giờ rất là sẵn sàng để anh em cứ thế là nhồi vào thôi. Sau này anh em mình sẽ đưa ra ướp và nướng rồi các bạn ạ. Đó, đây này các bạn này, vậy là đã hoàn thành này. Con mực nó sẽ trở lên có chứa các bạn ạ. Nhìn nó kiểu nó béo hơn đấy. Đó, đây là những con mực sau khi mà anh em mình đã hấp sơ qua và nấm anh em mình cũng đã trần sơ qua rồi. Tí anh em mình chỉ việc ướp lên và ra nhóm than và đưa lên để nướng thôi nha các bạn nha. Đó. Anh em sẽ nhét hết số nấm kim châm này vào từng thân của những con mực này. Xong rồi là anh em mình mới ướp để anh em mình sẽ cho ra để nướng nha các bạn nha. Anh em mình đã nhồi xong hết số nấm kim châm vào những con mực đây rồi các bạn ạ. Anh em mình phải dùng những cái tăm để anh em mình cố định để tí khi mà nướng ấy, con mực nó co lại thì nó sẽ không bị nòi mất cái nấm kim châm ra nha các bạn nha. Cái than thì anh em mình đã nhóm cháy rồi này. Nói chung là miền Bắc mà kéo bè lạnh lạnh này, ngồi quây quần ở bên cái bếp than như này thì ấm cực kỳ luôn nha các bạn nha. Xong rồi đó. Để em cho lên đi. Và đây là cái nước sốt cay của anh em mình, gồm ớt bột này, rồi sa tế những thứ nha các bạn nha. Đó, tạo lên màu đỏ như này. Đó, anh em sẽ cho lên để bắt đầu nướng này các bạn này. Xong rồi là mình sẽ bắt đầu quét luôn này em này. Đó, em quét khắp con mực đi, xong tí lật lại thì em quét tiếp. Đó, màu đẹp chưa này các bạn này. Đẹp luôn nha các bạn nha. Quét rồi đây. Vừa cho vào phát là cái mùi thơm ơi là thơm ấy các bạn ạ. Thơm vãi trưởng luôn. Đó. Em quét cả vào những cái quên nấm nữa. Đó. Trơn quá, một cái trơn quá, đã rơi. Anh em mình sẽ tí nữa khi mà anh em mình lật đấy, khi mà anh em mình lật đấy thì anh em mình sẽ quét cái mặt dưới của nó nha các bạn nha.
Đấy con ạ, vậy là anh mình đã nướng xong số mực nhồi lấm kim châm siêu cay đây rồi con ạ. Uầy, nhìn rất là ngon này con này, mùi rất là thơm nữa. Nhưng mà anh mình không trộn cái gia vị muối hay gì ở những con mực với cả nấm ấy, nên là nó nhạt, nên là anh mình sẽ phải chấm với cả muối tiêu chanh nha con nha. Đó, hôm nay thì chỉ đơn giản vậy thôi. Nói chiến thôi. À. Bắt được chấm rồi, rớt nước dãi. Rớt nước dãi chứ. Nào, chiến em ơi. Vô đi, ui giời. Đi. Thằng này nó thèm mực lúc nó lên nó thèm quá, nhìn ngon quá rồi. Anh ơi cho em ăn nữa liền là cho nó ăn thử xem nó cay không nhỉ cậu nha. Nào. Chấm vào. Tất cả mọi người nha. Ừ, giòn đấy. Rồi, cắn đoạn đầu để cho nó đỡ chứ nấm như này. Đây các bạn nha. Cay chưa này các bạn này. Ôi đồ ngọt các bạn ạ. Mời các bạn nhá. Mình rớt dãi từ lúc nướng nhờ. Ừ, giỏi. Quy nghe thấy gì không? Mời tớ bạn nhá. Món này rất sọt sọt nghe ngon. Ôi, ăn mực nó đã giòn rồi, giờ có cả kèm lấm kim châm nữa. Ui, nghe sực sực giòn vãi trưởng luôn các bạn ạ. Mời mọi người nhá. Quy thấy các anh ăn giòn sực sực chưa? Lòng chè đây quan đấy. Một con mực dày nhìn phê nha. Cay đấy các bạn ạ. Ủa. Cái này ngon. Ăn cay ngon. Nhưng mỗi tội ngon. À, mà có mỗi một lon bia. Nhưng mà còn hôm nay là trời thời tiết lạnh nhỡ các bạn ạ, nên là anh em ít dùng bia ấy, nên là thôi thì một lon gọi là chống cay khi mà ăn cái món này thì phải có một xíu bia vào thì cực kỳ tuyệt vời luôn các bạn ạ. Chờ đi xéo à. Đó, mình nghĩ là cái phần ngon lấm kim châm thì anh em ăn hết rồi con ạ. Này, làm tí cho nó phấn khởi. Phấn khởi. Đấy con bạn chúng trọng. Đấy, cầm làm tí cho phấn khởi. Đó, nói chung là để con những con mực của anh em mình ấy thì con nào nó cũng như thế này luôn nha các bạn nha. Nhìn cậu rất là cay luôn đấy con ạ. Ngon. Rồi, em nhớ xem nha. Cái này vừa giòn vừa thơm. Xong á, ôi, cay. Cay đúng không? Cay các bạn ạ, thằng trẻ con kia là bảo cay. Cay quá các bạn. Làm ra một món là cũng hơi kỳ công nha các bạn nha. Quá kỳ công. Vừa phải hấp qua cũng xong rồi lại còn phải nướng các kiểu nữa con ạ. Con này dày quá bạn. Dày quá. Nhấm rút cái tăm này ra. Sao đây còn sót cái tăm này. Thơm mùi mực nướng thơm nè. Thơm không? À, mùi mực nướng than thì thơm phải biết luôn các bạn ạ. Mực nướng mới đỉnh. À, đây các bạn này, ui, ngon chưa đây các bạn này. Thơm phê nhá. Úi, anh em sau khi mà trải nghiệm những con mực nhồi lấm kim châm xong rồi bắt đầu đưa lên để nướng như này thì anh em có nhận xét gì về món này nào? Phải nói nấu không ăn kiểu đồ nướng ấy. Hôm nay được bữa trời rét rét mang lên nướng đồ ấm là sau nướng đồ lại còn ngon như này. Mà ăn kiểu cái cây này nó ấm các bạn. Mực nó vẫn giữ cái độ ngọt. Ngoài chém chém cũng khô nhỉ. Cái lúc ngoài chém cũng khô. Thơm mùi than này, nướng than nó thơm. Ăn anh dài lắm ạ. Nhìn ngon nhỉ. Ăn con mực cái độ giòn nó kiểu nhèo. Ngay đổi cách cực khứa nữa, dễ cắn. Mực kiểu anh mình hấp qua rồi xong nướng bằng cái than hoa ấy con ạ. Thì nó sẽ thơm cái vị than, anh em cảm nhận cái vị mực nó sẽ ngọt hơn rất là nhiều nha các bạn nha. Thằng kia làm sao? Ngon quá nha các bạn nha. Nhìn thấy mình nhìn thấy những con kiểu nó vừa vừa ấy thì nó sẽ kiểu nó khô hơn ấy. Mình chưa ăn đâu nhưng mà mình sẽ cảm nhận thấy là nó sẽ khô hơn và nó sẽ ngọt hơn nha các bạn nha.
Khi mà mình nhồi lắm kim châm vào kiểu như là mực nó thuộc dạng kiểu phun trứng ấy còn ạ. Mà còn cái đặc trưng nữa các bạn, cái lắm ơi. Nó giòn, nó tạo vị kéo dạng là kích thích ăn ngon hơn đấy. Anh em trật tự để nhai phát để xem nó độ giòn của nó này. Đó các bạn ạ. Cảm giác nghe rất là đã tai nha các bạn nha. Đây là đặc trưng của cái món mực nhồi lấm kim châm. Bây giờ mình sẽ bảo anh em trật tự để nghe tiếng ăn này các bạn này. Rồi. Mỗi anh em sẽ có một cách ăn riêng các bạn ạ. Nên là bây giờ mình sẽ tiếp tục bảo anh em để nghe đôn chè xem như nào nha các bạn nha. Anh em trật tự nào. Đó, nói chung là tùy anh em mà thưởng thức nha các bạn nha. Ví dụ như giòn hết con mực rồi. Chỉ nghe tiếng khọp khọp vài tiếng rồi xong bắt đầu là hết luôn con mực rồi các bạn ạ. À, ngon. Thằng Huy kia thì nó chơi kiểu nó hút luôn đấy các bạn ạ. Ăn mấy con đòi hỏi thật là trẻ con không biết lời dối này. Hôm nay ăn mực nhồi lắm kim châm nướng như này em thấy như nào? Em thấy nó ngon, béo rồi. Xong rồi nó vừa thơm mùi than ấy. Xong cay cay cay. Đó các bạn ạ. Tuy nhỏ nhưng mà bây giờ biết nhận xét hương vị rồi các bạn ạ. Mình sẽ bắt đầu trải nghiệm này. Mình sẽ kiếm một con nào. Đây con này đi. Con này bố béo nha các bạn nha. Đó, mình sẽ chấm này. Mình mời tất cả mọi người nhá. Ôi, lé môi mà cái cây này nó ngấm vào chắc sót lắm nhỉ. Không sao. Đứng đây đấy được không em? Nghe rõ tiếng lắm rồi. Độc nghe mày sụt gì đây, có nghe cắn lắm đâu. Cái vị của nấm khi mà anh mình ăn ấy, nó có cái hương vị bám vào trong mực nha các bạn nhá. Mình chưa cắn tí mực nào luôn nhưng mà khi mà mình ăn lấm công ấy là cái vị của mực nó ngấm vào cái chỗ lấm ấy, toàn mùi mực luôn, thơm cực luôn đấy các bạn ạ. Đây các bạn ạ. Mọi người thấy là tay mình đỏ như này, mọi người biết cay như nào rồi. Đây tay anh em là tay anh em là chả đó. Đúng rồi. Lấm không giòn á? À lấm không giòn. Thái điều rồi các bạn ạ. Đó lấm không giòn mà anh mình ăn cắn từ lẽ giờ. Cái con mực này đó chính là anh mình hấp sơ qua rồi, cho anh mình nướng sơ qua. Điều đầu tiên ở con mực ấy bên ngoài nó sẽ gọi là hơi khô khô dai dai, có bị mùi nướng ấy các bạn ạ. Tiếp theo là vừa chín tới ấy, thì con mực lẻ thịt ở bên trong nó vừa mềm này, xong nó kiểu nó ăn giống hấp đấy, nó ngọt ngọt, xong rồi nó có hơi hơi kiểu thiên về một chút kiểu mực phơi khô rồi ấy. Đó nó kiểu vị mùi vị như vậy luôn các bạn ạ. Đó ăn nướng thịt mực mà ngon nhỉ. Mà nướng rồi ngon này, ăn ngon. Món này thì hơi kỳ công một xíu nhưng mà mình cảm nhận là thấy rất là ngon luôn các bạn ạ. Rất là nhẹ nhàng thôi, nướng mực kiểu đi sâu vào trong lỏng luôn đấy các bạn ạ. Ăn với cái lá hay cái lá giòn. Hôm nay là mỗi anh em gọi là kiểu ăn mực kiểu này, mỗi anh em làm một bia. Bia như này các bạn ạ. Không dùng nhiều nha các bạn nha. Nóng dày đấy. Ngon đấy. Cay. Cay đấy. Cay không? Cái làm lại một lần nữa có toàn không? Anh tưởng mẹ lại bảo là chưa chắc đã giòn đâu. Đây. Siêu to lại bự lên luôn nha các bạn nha. Đây các bạn này. Con mực này, anh mình nướng nó sẽ xém xém này. Đó. Còn đây là cái phần dưới của nó này, anh nhìn khứa ra này. Thịt mực dày vậy chưa luôn. Ăn không thì nó nhạt. À, anh mình phải chấm thêm cái này.
Ôi chết rồi. Vẫn nghe tiếng rõ lắm. Nhưng mà không kiểu không em. Ăn miếng lấm rồi. Mất thêm miếng mực quá. Thấy lắm. Còn làm ai như mình nướng được khô chấm chém như này. Hai cái bánh. Thì chỉ cần đưa lên mũi này khoảng phát cái vị mùi nướng ấy không chuột đi đâu được các bạn ạ. Hơi cay. Nào lại bôn mắt lại bỏng mắt giờ. Đây là nó muốn ăn nha các bạn nha. Nó muốn ăn nên là cái việc của nó muốn ăn bây nó cay nó đang xịt xoạt này các bạn này. Nhưng không phải tôi chịu ấy. Nó cho mồm mày ai chịu. Mồm dính là xuống sập thế. Nhưng mà hôm nay món mực này ngon đúng không? Có muốn ăn không? Thôi chờ thôi. Thôi. Em xin nghỉ đi ra ngoài nha. Đi uống nước đi. Rửa tay đi, rửa đi. Rửa tay. Ủa, đã hết rồi. Nó mới như một con. Nhanh nhỉ? Con này hai cái tai này của nó nhá, ăn giòn nướng khô lên cái mùi nó rất là thơm luôn, rồi có một chút cháy dai dai nữa. Ui, con hết rồi. Cái này là rồi. Em ăn thử cái đoạn này là lại này em ăn rồi. Em ăn thử cái đoạn này riêng con này nó khô khô em ăn ít gì cái mùi mực khô luôn. Đâu giống kiểu cái mùi mực một lắng ấy. Không, cái đoạn đầu vành ấy là nó cứng hẳn vào rồi. Ăn có giòn giòn sao thơm. Nãy em ăn rồi nhưng mà của em nãy nó không cứng bằng này, nó không thơm bằng này. Ăn một cái bánh đá ngon. Đấy, mấy cái vành đấy. Đây. Đúng rồi. Cái này mấy cái mình cầu nướng đều khô hết như cái thì có khi lại thành ngon nữa nhỉ. Cái lá khô nó đỏ. Cái ngấm nước ạ. Thế là cái này khô ở ngấm nước. Cũng muốn nướng thêm lắm nhưng mà đói thèm lắm rồi không chịu được rồi. Tính phân cho tao. Tao mà là thơm quá ấy con ạ. Được. Nướng qua ngõ mấy người hỏi. Ăn cái lấm này ấy. Thì anh em phải mắc răng nha con nha. Bởi vì nó nhỏ nhỏ ấy. Đó các bạn ạ. Cái công mà anh mình làm ấy cực kỳ cao thì hơi kỳ công. Ăn nhanh lắm. Ăn gì cũng còn bông. Nhưng mà ăn cầm bông đến cuối cùng là chỉ còn một con cuối cùng này các bạn này. Một con này thì gọi là để cho Tiến còn sót lại nha các bạn nhà. Còn là Huy thì nó chạy mất rồi, nó không dám ăn nữa. Thực sự hôm nay rất là cay ấy. Nếu mà không cay ấy thì thằng Huy có lẽ là nó sẽ ở lại để đánh chén đến phút cuối cùng ấy các bạn ạ. Hôm nay thực sự là không bỏ công anh mình làm nha các bạn nhà. Tay mũi tôi hơi bẩn một xíu nhưng mà không bó công mê như mình làm được một cái món nó thực sự nó rất là lạ và nó rất là ngon nha các bạn nha. Thực sự là nếu mà mực này mà anh mình hấp ấy thì ăn thì cảm thấy nó bình thường rồi, nhưng mà hôm nay ấy, khi mà anh mình nướng lên ấy, thì cái vị nó hoàn toàn khác, và đặc biệt hôm nay như mình còn nhồi thêm lấm kim châm vào bên trong nữa, ăn nó sẽ có vị giòn riêng nha các bạn nha. Hôm nay ấy, anh mình đã trải nghiệm xong một mâm mực nhồi lấm kim châm rồi ấy. Thì chắc là anh em mình cũng xin phép là dừng clip ở đây mình còn một con này, chỗ này Tiến còn một con là phần này của Tiến nha các bạn nha. Thì cũng hết mực rồi nên là anh em mình xin phép giờ dừng luôn clip. Nếu anh em nào có xem được clip này của anh em mình ấy mà thấy clip này hay ấy, thì mọi người có thể ủng hộ anh em mình một cách là like và chia sẻ và đăng ký kênh thật là nhiều để ủng hộ anh em nhá. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cuối clip này của anh em mình. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.